Chính ơi, cho Dung hỏi là Dung cảm nhận là anh sống khá là đơn giản nhưng mà cũng hơi nội tâm đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thích biển không? Anh cũng thích biển, thì ví dụ như là thời gian rảnh thì anh thường đi là đi bơi hoặc không thì anh chỉ nấu ăn thôi. Em biết bơi không? Dạ có em. Hai đứa bơi. Linh biết bơi không? Dạ, em không. Em bơi nổi là em ra biển chỉ đi ngắm. Linh không biết bơi nè. Cô tập anh, được. Anh có thể dạy em bơi. Anh có thể dạy cho em bơi được. Anh Chính ơi, anh là người miền Bắc giống em. Thì là anh vô với gia đình hay là một mình? Lúc trước thì anh vô đây cùng với bác. Thì bây giờ thì anh sống một mình. Còn gia đình thì vẫn ở ngoài đó. Gia đình của em có bao nhiêu người? Gia đình em có 4 người. Ờ, cũng giống như anh cũng có 4 người. Anh có một người, bố mẹ và một người em trai nữa. Ờ, à, thế thì em cũng có một người em trai anh ạ. Ôi quá. Em trai mấy tuổi? Dạ, em trai em năm nay lên lớp 5. À, lên lớp 5, còn 9. Em trai của em thì là học lớp 12. Rồi bạn ơi, mời màn hình bên trong của bạn số 2. Dạ. Gọn gàng, sắp xếp chỉnh chu. Mình vô hình đi. Mình coi cái mà em chụp hình gia đình nè, bạn bè. Trời ơi. Còn đây là ví dụ như là đồ ăn thì bình thường em tự chuẩn bị cho bản thân. Em chuẩn bị luôn á hả? Dạ đúng rồi. Nó chia thành 6 bữa đều. Còn ví dụ như đây thì là bữa cơm mà em thường nấu ở nhà. Trời ơi Linh với Dung ơi, vậy là tụi em về chỉ ăn thôi chứ đâu cần làm gì nữa. Khéo quá, khéo hơn tôi luôn rồi. Chị em hỏi hai bạn luôn, thì hai bạn có thích ăn cơm ở nhà không ạ? Dạ dĩ nhiên là có rồi. Tại vì thật sự là em vô Nam được 5 năm nhưng phần lớn các bữa cơm của em đều tự em nấu tự. Món tủ của em thì em thường thích món gì ạ? Em thích những gì liên quan đến gà. Cùng sở thích với anh không thích gà. Còn Dung? Dạ thì em cũng thích ăn cơm gia đình lắm. Nhưng mà tại vì do một phần tính chất công việc, thứ hai nữa là gia đình em rất là ít người. Thì chỉ có hai người thôi cho nên là em cũng... với ai? Dạ em với mẹ. Gia đình con một. Chính ơi. Dạ. Em về em làm rể là thôi rồi luôn rồi. Nhất là mẹ vợ nữa ha. Tuổi chắc cổ cỡ khoảng 50 mà đẩy khẩu phần ăn tốt, sức khỏe đẩy ra cái là thôi. Dạ. Tưng á, tưng ghế á. Thôi bây giờ thoát ra nha. Vậy là mình nắm sơ nhau nè. Mỗi lần em giải trí bằng trò chơi điện tử à, em còn chơi chứ em chỉ có nghe nhạc thôi chứ em không biết chơi game. Cho chị nghe thử coi nhạc gì không? Thì đa số thì em nghe nhạc rất là buồn. Ballad buồn à. Dạ. Anh chẳng sao mà. Trời ơi toàn những bài thất tình không chị ơi. Anh ơi, cái lít nhạc của anh như lít nhạc của em à, trời ơi. Giống em luôn. Linh với Dung là có giống nhau á. Dạ. Số 2 xong rồi. Mở số 1 ra. Bây giờ là Linh ơi. Dạ. Em có thấy gì đặc biệt không? Sao chị thấy quá trời rối quá. Anh cho em xem về hình ảnh của anh được không? Đồ ăn, đồ uống, gia đình em. Ý có con cún kìa. Ở nhà bạn có nuôi cún hả? Dạ không, cái này là hình ảnh em đi tác nghiệp à. Hai bạn nữ có thích động vật không ạ? Em không những thích mà em còn cuồng. Nhất là loài mèo luôn đó anh. Bây giờ mình khai thác thêm một số cái ứng dụng nào Phú ơi. Dạ. Hình ảnh thì đa số là về công việc rồi. Cho em hỏi hai bạn nữ một xíu nha. Theo hai bạn thì trong cái chuyện tình yêu á thì hai bạn đề cao những cái gì? Sự chân thành ạ. Gia Linh thì trả lời là chân thành, còn Thanh Dung? Dạ em cũng chân thành luôn, bởi vì cái chân thành thì mới thể hiện được cái chuyện tình cảm của mình, mới thể hiện được. Cần chung thủy không? Dạ cần. Chân thành, người bán online này nên cần chung thủy. Dạ đúng rồi. Và chân thật. Tại em thấy là từ cái chân thành nó sẽ sinh ra được nhiều thứ hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Có không em? Dạ có. Cảm ơn hai bạn nữ rất là nhiều. Cái quan điểm về tình yêu của mình là yêu là phải hy sinh và phải có sự đồng cảm với nhau. Anh chàng Phú này có bộ đầm tính ha. Chắc làm biên tập cho nên đầm. Quê em ở đâu hỉ? Quê em ở Hậu Giang miền Tây ạ. Sao Gia Linh vừa mới nghe trai miền Tây các bạn ơi, dịnh vô trái tim của mình sợ nó rớt ra hả? Từ trước giờ em cảm mến các bạn trai miền Tây lắm. Nghe giọng của các bạn nam miền Tây nghe rất là vào tai. Dạ không biết là hai bạn nữ đã có đi miền Tây chưa ạ? Dạ em có đi rồi. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy được sơ sơ đặc điểm của anh chàng này khá là sâu sắc và mang nhiều thông điệp qua cách chia sẻ của mình. Tiếp tục với anh chàng số 3. Đắc Nhân Tâm. Wow, bạn ấy để hình nền. Đây là màn hình của em, màn hình nền em yêu thích. Bạn đã đọc được cái cuốn sách này hết chưa? Thì đa số hậu đọc đi đọc lại rất là nhiều về cuốn Đắc Nhân Tâm này rồi. Không biết là hai bạn có thích đọc sách và những cái thể loại sách nào mà mình thích ạ? Em cũng thích theo cái kiểu là tiểu thuyết và những cái mà nó về hướng thiên hướng tình cảm và gia đình hơn, vì nó cũng bồi bổ cho em những cái kiến thức về nghề diễn của em. Nó trau chuốt cho bản thân mình hơn về nhiều cảm xúc. Còn Linh? Em thì thật sự là ở nhà em nhiều sách lắm. Phần lớn em đi chơi ra ngoài thì em chỉ chọn nhà sách để em đi à. Và em rất thích đọc sách và đọc về những cái quyển sách nói về Doraemon, Bảy Viên Ngọc Rồng, Thủy Thủ Mặt Trăng. Dạ không, thực chất là tất nhiên là phải có truyện tranh. Nhưng mà em thích về những quyển sách mà nói về cách làm người. Thêm nữa là tiểu thuyết thì cũng có thích tiểu thuyết. Nhưng đúng mà rồi, tiểu thuyết, kinh dị. Ồ. Em thích tiểu thuyết kinh dị em. Tại vì trước em đọc rất là nhiều tất cả phim thì em thích mỗi phim kinh dị. Áo em có thích kinh dị không? Em có bệnh tiền sử là tim bóng tim hơi to mà người yêu em thích thì em cũng sẽ thích. Thôi lúc đó anh núp vô lưng người ta. Dung dạ. Em có thích phim nào kinh dị không?
Không vậy được em ơi, dung được em ơi. Em thích phim hài hước với lại tình cảm hơn. Hài hước tình cảm này fan tôi. Dung ơi. Dạ. Quan điểm của em quen một người con trai là như thế nào? Em thích một người vừa đủ điềm đạm mà vừa đủ thông minh với lại thêm một chút hài hước nữa để cho cái gia vị của tình yêu nó sẽ đủ hơn để nó không có bị nhàm chán. Hậu chắc đủ á. Dạ, còn Linh thì sao? Ngoài đời em ít nói lắm. Em cũng giống như Dung, em cần một người bạn trai mà có thể thấu hiểu được cho em. Những lúc mà em rất là trầm, chỉ thích đi đọc sách và thích đi xem phim một mình. Bạn có hình ảnh nào về gia đình không? Gia đình thì trong album Hậu thì không có ạ. Hiện tại anh có sống cùng với gia đình không? Thì Hậu cũng chia sẻ là gia đình Hậu đã ly thân 6 năm rồi. Cái ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ con ở Bình Dương đó má. Vẫn ở Bình Dương. Dạ. Gia đình thì còn một người em trai nữa đang học lớp 8 à. Gia đình Hậu đã ly thân như vậy á thì nếu mà yêu nhau mình đến được với nhau rồi thì bên gia đình mình có cái chuyện thông cảm với hoàn cảnh đó hay không? Em Linh trả lời câu hỏi của anh Hậu nha. Thật sự là cái hoàn cảnh hiện tại gia đình em không khác gì nhà anh. Còn Dung, gia đình là mẹ đơn thân, có nghĩa là mình em, còn ba đâu? Ba em cũng có gia đình riêng rồi. Và kiểu em nghe anh chia sẻ thì cũng mình cũng có đồng cảm một chút. Nhưng mà đó. Mẹ làm mẹ đơn thân lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi rồi ạ. 2 tuổi là mẹ dạ, 20 năm. Dạ 20 năm nay. Mẹ em có bước thêm bước nữa không? Dạ không, mà mẹ vẫn ở vậy luôn. Hồi nãy giờ em nghe anh Hậu với bạn Linh với bạn Dung tâm sự thì thật ra gia đình em cũng khá là tương tự như vậy. Là ba mẹ cũng mới ly thân được khoảng 1 năm nay à. Bạn có bao nhiêu thành viên trong gia đình? Tổng cộng 5 người, ba mẹ và hai em trai nữa. Này là tấm hình lúc này em bao nhiêu tuổi? Lúc này em chưa được 1 tuổi. Thấy cưng quá vậy ta. Nhưng mà bây giờ là trách nhiệm là anh cả đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Anh cả vậy bạn đã đi làm rồi đủ sức để lo lắng và chăm nuôi cho hai em không? Thật ra là còn một em kế nữa là cũng nhỏ hơn 1 tuổi thôi. Là hai anh em hiện tại nên đi làm để lo cho Út. Cái người em mà kế em á, em nhớ là năm 2012 là lúc đó gia đình khó khăn rồi nó phải nghỉ học, nó đi làm, sau đó nó bị tai nạn xe phải gỡ một bên sọ ra. Mà lúc đó gia đình em kinh tế suy sụp đi xuống rồi chính quyền địa phương giúp em của em được gáp cái não lại. Chia sẻ với em nha. Dạ. Bây giờ thì gia đình em ổn lại vậy. Cho coi cái hình gì gia đình sinh động cho vui vui trong coi cưng. Mấy đứa em thì gì coi, em trai của em đâu, cho coi hình em trai coi. Dạ hình em trai đây à. Đây hả? Dạ. Trời ơi em trai. Em trai này là em thứ mấy? Dạ em Út đó ạ. Còn cái em mà bị ráp não? Em này không có để hình mình trong đây. Có hình em lúc bé nè. Ý cưng. Mâm cơm đó là em nấu hả cưng? Dạ không, mâm cơm để em mua chị. Chứ bạn biết nấu ăn không? Dạ biết ạ. À, bạn này thích chụp hoa kìa chị. Dạ đúng ạ. Cái này là hình em đi Đà Lạt. Trời ơi cái hoa dại dễ thương quá. Này là một dạng cúc La Mã. Hình như nãy là anh nhớ là Dung em thích đi Đà Lạt phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Anh thì dạ. mới đi được một lần thôi. Nhưng mà anh sợ anh không dám đi Đà Lạt nữa. Dạ sao vậy? Tại vì anh rất là sợ lạnh. Kỳ này có gấu rồi. Dạ nếu mà có bạn gái thì sẽ dám đi lại. Ấn tượng nhất ai em? Có cảm giác trong người chưa? Em có cảm giác rồi. Linh có cảm giác ấn tượng chưa? Dạ. Hai bạn đều có cảm giác ấn tượng đúng không? Mời giải lao trong vòng ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại coi hai bạn nữ ấn tượng vai nhất.